Xin chào các bạn em. Ở bài học hôm nay thì cô và các em sẽ đi các bài tập của phần luyện tập của bài hình học số 1 chương 2, tức là tổng ba góc của một tam giác. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập số 6. Bài tập số 6 thì chúng ta sẽ tính số đo x ở các cái hình là 55, 56, 57 và hình 58. Vậy hình 55 như sau. Đây cho góc H. Góc H này vuông góc A bằng 40 độ. Đây là góc Y. Đây là góc K. Và đây là góc X là góc B. Số đo X là góc B. Hỏi góc X này có số đo bao nhiêu? Góc K và góc H đều là các góc vuông. Vậy góc Y này, cô đặt tên là góc Y1. Góc Y này là Y2. Vậy Y1 và Y2 là hai góc đối đỉnh, tức là hai góc Y1, Y2 bằng nhau. Vậy thì ta có như sau. Đầu tiên, các em xét trong tam giác là AIH. Các em xét cái tam giác AIH thì chúng ta có tổng ba góc của tam giác, tức là góc A cộng với góc H cộng với góc Y1. Tổng ba góc này thì bằng 180 độ. Cái này là theo định lý tổng ba góc của tam giác. Vậy từ đây thì em sẽ suy ra góc Y1 sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A cộng với góc H. Vậy góc Y1 của chúng ta ở đây sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A, tức là 40 độ, góc H là 90 độ, đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng 180 độ trừ đi 130 độ. Vậy góc Y1 này bằng 50 độ. Được chưa? Mà góc Y1 bằng góc mà Y2 cũng bằng góc Y1 do đối đỉnh. Hai góc này đối đỉnh nên là cái góc Y2. Nên góc Y2 của chúng ta cũng bằng 50 độ. Sau khi tìm được Y2 rồi thì các em xét cho cô trong tam giác là BKY. Tiếp theo em xét tam giác BKY có này góc B cộng với góc K cộng với góc Y2 cũng bằng 180 độ. Cái này là cũng theo định lý tổng ba góc của tam giác thì bằng 180, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ suy ra là góc Y2 góc Y2 sẽ bằng 180. Xin lỗi các em, suy ra góc Y2 chúng ta đã có rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ suy ra góc B sẽ bằng 180 trừ đi góc K cộng với góc Y2. Đúng chưa ạ? Vậy góc B của chúng ta sẽ bằng 180 độ trừ đi góc K, chính là bằng 90 độ này. Góc Y2 chúng ta đã tính ra đây bằng 50 độ. Đúng chưa? Vậy góc B của chúng ta là sẽ bằng 40 độ. Góc B bằng 40 độ, vậy x ở đây trong trường hợp này, vậy x sẽ bằng 40. Đấy, như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong hình 55. Đây là các cái bước giải của hình 55.
Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số chúng ta sẽ sang chuyển sang hình 56. Bạn nào cần thì hãy dừng video lại một chút nhé. Bây giờ cô sẽ xóa toàn bộ cái phần này đi để chúng ta sang hình 56 nào. Hình 56 chúng ta có một cái tam giác như thế này. Đây là góc A, góc B, góc C. E vuông góc, D vuông góc. Biết rằng cái góc này, góc này người ta cho là 25 độ. Hỏi cái góc X này bằng bao nhiêu? Vậy thì đầu tiên, đối với bài này, đầu tiên các em sẽ xét trong tam giác là A, E, C. Xét cái tam giác A, E, C thì có góc A này cộng với lại E này cộng với góc C này. Góc C này là góc C1 nhé. Đấy, cộng với góc C1 thì bằng 180 độ. Cái này theo định lý tổng ba góc của tam giác. Biết được góc E là góc vuông, góc C1 người ta cho bằng 25. Vậy các em sẽ suy ra góc A sẽ bằng, góc A sẽ bằng 180 độ. Các em trừ đi góc E cộng với lại góc C1. Như vậy, cái góc A của chúng ta sẽ bằng 180 trừ đi E chính là 90 độ. Góc C1 là 25 độ. Đấy, và như vậy góc A của chúng ta sẽ bằng 65 độ. Góc A bằng 65 độ. Sau khi tìm được góc A rồi thì chúng ta các em lại xét trong tam giác là ABD cho cô. Các em xét trong tam giác ABD. Xét trong tam giác ABD thì chúng ta sẽ có cái này chính là giá trị của x đây. Đấy, người ta sẽ có là góc A này cộng với cái góc B này, B này là BX nhá, cộng với góc D thì bằng 180 độ, là do định lý tổng ba góc của tam giác, đúng không? Mà chúng ta đã biết góc A bằng 65 độ rồi, góc D thì người ta ký hiệu là vuông, tức là góc D bằng 90 độ. Vậy từ đây thì em sẽ suy ra góc B và X sẽ bằng 180 này trừ đi góc A này cộng với lại góc D, đúng không? Vậy BX của chúng ta trong trường hợp này sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A của chúng ta là 65 độ, góc D của chúng ta là 90 độ. Như vậy thì nó sẽ bằng 25 độ. Vậy BX bằng 25 độ. 25 độ thì chứng tỏ là số đo cái giá trị của X là bằng 25. Vậy X bằng 25 độ. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được hình này, là hình số 56. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài hình 57. Hình 57. Vậy thì để làm hình 57 chúng ta sẽ tạm xóa cái phần này đi để chúng ta sang phần hình 57 em nhé.
Vậy thì cái góc M lớn này là một góc vuông. Góc M lớn này cô chia thành hai góc là góc M1 và góc M2. Góc M1 là góc bên này, góc M2 thì có giá trị là x. Vậy bây giờ cô xét đầu tiên là cô xét trong tam giác là MNI. Xét cái tam giác MNI. Thì trong tam giác MNI này thì chúng ta lại có tổng ba góc là góc M1 này cộng với góc N này cộng với góc Y. Tổng ba góc của tam giác này thì nó sẽ bằng 180 độ theo định lý. Định lý tổng ba góc của tam giác mà chúng ta đã biết được là góc N thì người ta cho bằng 60 rồi, góc Y là góc vuông. Vậy thì các em sẽ suy ra góc M1 nó sẽ bằng 180 độ trừ đi cái góc N cộng với góc Y. Như vậy là góc M1 sẽ bằng 180 độ trừ đi góc N tức là 60 độ. Góc Y là một góc vuông tức là 90 độ. Như vậy nó sẽ bằng 180 độ trừ đi 150 độ. Vậy thì cái góc M1 sẽ bằng 30 độ. Đúng chưa? Mà góc M1 và góc M2 tổng hai góc M1 cộng với M2 bằng 90 độ do cái góc M lớn là góc vuông. Đúng chưa? Mà M1 cộng với góc M2 bằng 90 độ. Cái này theo giả thiết. Theo giả thiết là người ta cho ở góc M là một góc vuông. Suy ra là cái góc M2 này nó sẽ bằng 90 độ trừ đi góc M1. Đúng không ạ? Nó sẽ bằng M2 sẽ bằng 90 trừ đi M1. Mà M1 chúng ta tính ra bằng 30. Vậy góc M2 sẽ bằng 90 trừ đi 30. Nên là nó sẽ bằng 60 độ. Vậy giá trị của x ở đây chính bằng 60 độ. Vậy x bằng 60 độ. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được hình số 57. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang hình cuối cùng là hình số 58. Hình 58 thì bạn nào cần thì hãy dừng video này một chút nhé. Bây giờ cô sẽ xóa phần này đi để cô sang hình 58. Cho tam giác AHE có cái góc H này bằng 90 độ, góc A này bằng 55 độ. Trên đây các em lấy một điểm B, từ B hạ đường vuông góc xuống. Đây là K, tạo thành cái góc này là góc X. Hỏi góc x đấy có số đo bằng bao nhiêu. Vậy đầu tiên thì chúng ta sẽ biết là cái góc này này, vuông này, ta sẽ có là cái góc này là góc ngoài của tam giác BKE. Góc ngoài tại kề bù với góc bê tông này, vậy nó là góc ngoài thì nó sẽ bằng tổng hai góc trong khu kề với nó, tức là bằng góc K cộng với góc E này. Vậy bây giờ chúng ta phải tìm xem thử cái góc E này bằng bao nhiêu. Vậy góc E này thì các em sẽ xét trong tam giác là AHE. Các em sẽ xét cái tam giác AHE có tam giác AHE thì có tổng ba góc, đó là góc A cộng với lại góc H cộng với góc E bằng 180 độ. Đúng chưa? Đây là theo định lý tổng ba góc của tam giác. Mà chúng ta đã biết được góc A bằng 55 độ rồi, góc H bằng 90 độ. Vậy chúng ta sẽ suy ra góc E sẽ bằng lấy 180 độ
trừ đi hai cái gốc đã biết, tức là trừ đi gốc e a cộng với lại gốc h. Vậy chúng ta sẽ có gốc e sẽ bằng 180 độ trừ đi a là 55 độ này, gốc h của chúng ta là 90 độ, đúng không ạ? Như vậy thì gốc e này nó sẽ bằng 35 độ. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái tam giác BKE. Kem xét cái tam giác BKE thì có cái góc BX này nó sẽ bằng góc K cộng với góc E theo định lý của góc ngoài, đúng chưa? Góc ngoài thì bằng tổng hai góc trong không kề, tức là góc K và góc E không kề. Như vậy thì chúng ta lại có BX sẽ bằng góc K thì người ta cho bằng 90, góc E ta tính ra bằng 35 độ, đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ bằng 125 độ. 125 độ, vậy chứng tỏ là cái giá trị của x của chúng ta bằng 125. Vậy x bằng 125 độ. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cả 4 ý đầu tiên của bài số 6. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 7. Bạn nào cần thì hãy dừng video lại một chút nhé. Bây giờ cô sẽ xóa toàn bộ phần này đi để cô sang bài tập tiếp theo. Bài tập số 7 là cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC và AH thuộc cạnh BC. Tìm các góc phụ nhau trong hình vẽ. Vậy các góc phụ nhau là các góc mà có tổng bằng 90 độ, đúng không ạ? 90 độ thì nó là các góc phụ. Vậy chúng ta đặt đây là góc A1 này. Bên này, cái góc bên này cô đặt là A2. Vậy ta có đầu tiên ý A là các góc phụ nhau. Phụ thì tức là một trạng là bằng tổng bằng 90, còn hai góc bù nhau tức là hai góc có tổng bằng 180. Chúng ta sẽ có đầu tiên là các góc bù nhau. Đó là tổng bằng 90 thì chúng ta sẽ có là góc A1 và A2. Đấy, A1 và A2 là hai góc phụ nhau. Tiếp theo là ta sẽ có góc A1 này cộng với cái góc C này cũng bằng 90, đúng không? A1 cộng A2 bằng 90. Cái góc H này đã bằng 90 rồi nên tổng của hai góc còn lại này, tức là góc A1 cộng với góc C này cũng bằng 90. Vì tổng này A1 cộng với C cộng với H thì bằng 180, đúng không ạ? Mà H bằng 90, vậy thì hai cái góc này nó sẽ bằng 180 trừ đi 90. Vậy thì là góc A1 cộng với góc C cũng bằng 90. Vậy A1 và C cũng là hai góc cùng nhau. Tiếp theo này, ta có góc H này bằng 90 mà tổng ba góc là A2 cộng với H cộng với B bằng 180. Một góc bằng 90 rồi, vậy tổng hai góc nhọn còn lại trong tam giác vuông nó sẽ bằng 90, tức là góc A2 và góc B cũng bằng 90. Vậy A2 thì nó sẽ phụ với A2 này thì nó sẽ phụ với góc B này. A2 và B, góc B phụ nhau. Tiếp theo là ta sẽ có cái góc A là góc vuông rồi, vậy trong tam giác vuông ABC có góc A là góc vuông, vậy hai góc nhọn còn lại phụ nhau tức là góc B này
Và góc C này cũng là hai góc cộng nhau, tổng hai góc bằng 90 độ. Đúng chưa ạ? Góc C này và góc B là hai góc cộng nhau. Tìm các cặp góc nhọn bằng nhau trong hình vẽ. Như thế là chúng ta có bốn cặp góc cộng nhau rồi nhá. A1 với A2 này, góc B với góc C này, A1 với góc C này, A2 với góc B này. Bây giờ chúng ta sẽ suy ra các cặp góc bằng nhau ở đây. Ý B là các cặp góc bằng nhau. Ta có A1 phụ với A2, tức là hai góc này cộng với nhau bằng 90 độ, mà A1 cộng với góc C cũng bằng 90 độ. Như vậy, cái góc A2 cộng với A1 bằng 90 mà C cộng với A1 bằng 90, như vậy góc A2 sẽ bằng góc C. Đầu tiên đó là góc A2, góc C bằng A2. Đúng chưa? Vì cùng phụ với A1. Đấy. Cùng phụ với một góc thì hai thì các góc sẽ bằng nhau. Góc A2 này cộng với góc B bằng 90 mà góc C đây, vậy thì đây cũng là C bằng A2 đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ có gì? Ta có này, góc A2 này và góc A1, hai góc này phụ nhau thì tổng hai góc này bằng 90. Góc B cũng phụ với góc A2, tức là tổng hai góc này bằng 90. BA cộng với A2 bằng 90, A1 cộng với A2 cũng bằng 90, chứng tỏ là góc A1 nó sẽ bằng góc B vì cùng phụ với góc A2. Đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ có là đây, góc A1 thì sẽ bằng góc B. Vì cùng phụ với một góc thì nó sẽ bằng nhau. Nó cùng phụ. Hai góc này cùng phụ với góc A2. Nếu mà mình xét hai cặp góc này cùng phụ với góc C thì cũng là A1 và góc B. A1 và góc B thì trùng ở đây rồi. Như vậy thì chúng ta lại có bốn cặp góc phụ nhau và hai cặp góc bằng nhau như thế này. Các cặp góc phụ nhau tức là hai cái góc nhọn còn lại ở trong tam giác vuông. Đấy, còn các cặp góc bằng nhau tức là hai trong số những cái này. Những góc nào cùng phụ với một góc thì sẽ bằng nhau, tức là A2 và C bằng nhau này, vì cùng phụ với B này, A2 và C này. Rồi chúng ta có đây cũng là A2 với C này, cùng phụ với A1, vậy thì A2 với C trùng rồi chúng ta không lấy này. Rồi chúng ta có cùng phụ với góc C này thì có góc A1 và góc B này, phải A1 và B này. Hoặc là cùng phụ với góc A2 thì cũng A1 và B. Nên là chúng ta chỉ lập thì chúng ta chỉ lấy một lần thôi. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài số 8. Là cho tam giác ABC có góc B bằng góc C bằng 40 độ. Ta sang bài 8. Là chúng ta có tam giác ABC bằng góc C bằng 40 độ, hai góc này bằng 40 độ tam giác cân. AX là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A. Vậy chúng ta sẽ vẽ góc ngoài đỉnh A. Ví dụ như góc ngoài thì cô kéo dài AC ra chẳng hạn. Đây. Đây là góc ngoài tại đỉnh A. Vậy chúng ta sẽ vẽ tia AX là tia phân giác.
hãy chứng tỏ rằng AX song song với lại BC. Vậy thì em kéo dài ra đây một chút cho dễ nhìn này. Hoặc là thôi để như này cũng được, không vấn đề gì, không cần kéo dài đâu. Đây bây giờ ta có này, cái góc này này. Thì gần em gọi AC phẩy là tia đối của tia AC. Vậy thì ta có góc BAC phẩy chính là góc ngoài tại cái đỉnh A của cái tam giác ABC, đúng không ạ? Kéo dài ra thì cái này nó sẽ là góc ngoài. Em bài này em sẽ giải như sau. Gọi AC phẩy là tia đối của tia AC. Gọi AC phẩy là tia đối của tia AC. Vậy thì em sẽ suy ra được cái gì em? Em sẽ suy ra được là góc BAC phẩy là góc ngoài của tam giác ABC, đúng không ạ? Suy ra là BAC phẩy là góc ngoài của cái tam giác ABC, của tam giác ABC. Và góc BAC phẩy là góc ngoài thì BAC phẩy nó sẽ bằng tổng hai góc trong không kể với nó, tức là bằng góc B cộng với góc C. Nên suy ra nên là góc BAC phẩy sẽ bằng góc B cộng với góc C. Cái này là theo định lý, định lý của góc ngoài, đúng không ạ? Vậy thì ta có góc BAC phẩy sẽ bằng góc B cộng với góc C, thì BAC phẩy sẽ bằng 40 cộng với 40 bằng 80 độ. Mà AX là tia phân giác của BAC phẩy, cô đặt đây là góc A1, đây là góc A2, đúng không? Mà AX là phân giác, mà AX là phân giác của góc BAC phẩy nên cái em sẽ suy ra là góc A1 sẽ bằng góc A2 bằng 1 phần 2 của góc BAC phẩy. Mà góc BAC phẩy bằng 80 phẩy 1 phần 2 của nó bằng 40 độ, đúng chưa? Mặt khác ta lại có góc A2 này, cái góc A2 này và góc C này, hai góc này ở vị trí đồng vị, được chưa? Hoặc là chúng ta có góc A1 và góc B ở vị trí so le đong, đúng không ạ? So le đong mà lại bằng nhau. Mà cái này bằng 40 độ. Thế thì chúng ta sẽ suy ra được là góc A1 nó bằng góc B, đúng không? Thì cùng bằng 40 độ. Mà góc A1 và góc B ở vị trí so le đong vậy có một cặp góc so le đong như này bằng nhau, vậy chứng tỏ là AX song song với BC, nên AX nó sẽ song song với mặt thẳng BC. Và đây chính là điều phải chứng minh của ta. Đấy. Đây, cô sẽ viết cao lên một chút để các em nhìn. Mà này, góc A1 và góc B ở vị trí đó là so le đong.
hai góc nằm ở vị trí soi lên trong bằng nhau. Vậy thì suy ra hai đường thẳng này là hai đường thẳng song song. Nên AX song song với BC. Và đây chính là điều phải chứng minh của chúng ta. Và như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 8. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tập cuối cùng, tức là chúng ta sẽ sang bài tập số 9. Bài tập số 9 ở đây là hình 59 biểu diễn mặt cắt ngang của một cái con D để đo góc nhọn MOP tạo bởi mặt phẳng nghiêng của con D. Dưới cái phương nằm ngang thì người ta dùng cái thước chữ T và đặt OA thì nó sẽ vuông góc với lại cạnh AB như hình vẽ. Tính góc MOP, biết rằng cái dây dọc BC, dây BC tạo với cái trục BA một góc là góc ABC thì bằng 32 độ. Bây giờ thì chúng ta sẽ xóa cái phần này đi để chúng ta sang bài 9 nhé. Thì ra hỏi góc này bằng bao nhiêu? Tại đây thì người ta đặt một cái thước chữ T vuông góc như này. Đây vuông góc như này. Đây là đặt là A. Đây là B. Từ đây chúng ta hạ cái đường vuông góc xuống. Biết rằng cắt ở đây là điểm C. Góc này người ta cho là bằng 32 độ. Vậy đầu tiên muốn tìm góc này thì các em sẽ tìm góc C1 này ở cô. Đây là C2. Em xếp trong tam giác ABC. ABC tam giác ABC này thì có tổng 3 góc là góc A cộng với góc B cộng với góc C1 bằng 180 độ. Cái này là theo định lý. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra góc C1 sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A cộng với lại góc B. Đấy. Góc C1 sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A cộng với góc B. Như vậy góc C1 sẽ bằng 180 độ trừ đi cái góc A của chúng ta là bằng 90 độ. Góc B của chúng ta thì bằng 32 độ. Như vậy chúng ta sẽ có góc C1 sẽ bằng 58 độ. Bây giờ các em lại xét tiếp trong tam giác là tam giác COD. Xét tiếp trong tam giác COD. Tiếp theo là ở đây thì chúng ta lại có tiếp là có này góc C2 bằng góc C1. Hai góc này bằng nhau và nó sẽ bằng 58 độ do nối đỉnh. Đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xét trong tam giác COD.
xét tam giác COD này thì chúng ta sẽ có là cái góc O này, góc O cộng với góc C2 cộng với góc D thì bằng 180 độ. Cái này là theo định lý tổng ba góc tam giác. Vậy thì từ đây các em sẽ suy ra là cái góc O này sẽ bằng 180 độ trừ đi góc D cộng với lại góc C2. Phải không nào? Vậy chúng ta lại có góc O sẽ bằng 180 độ trừ đi góc D thì người ta cho bằng 90 độ rồi. Góc O2 chúng ta góc C2 chúng ta đã tính ra bằng 58 độ. Như vậy thì góc O, sẽ bằng 32 độ. Và góc O này bằng 32 độ, vậy chứng tỏ là gì? Cái góc MOP cũng chính là góc MOP. Vậy góc MOP của chúng ta bằng 32 độ. Đấy. Và như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các bài tập ở trong phần luyện tập trong sách giáo khoa của bài 1 là bài tổng ba góc của tam giác. Các em hãy về xem lại một lần nữa toàn bộ những cái bài mà cô và các em đã làm trong buổi học hôm nay. Đồng thời hãy làm tiếp cho cô các bài tập ở trong sách bài tập các em nhé. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.